làm con. Đệ tử quy, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cẩn tín, yêu bình đẳng, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biếng, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thăm, tối phải viếng, đi phải thưa, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự chê, đừng tự bỏ, thánh bà hiền dân làm được. Đứa bé hoa. Hiếu Hiếu, bài tập của cậu vẫn chưa làm xong sao? Cô giáo mỹ thuật nói vẽ một bức tranh với chủ đề mùa xuân, mà tớ không biết vẽ hoa. Thôi bỏ đi, sáng mai rồi tính vậy, không chừng ngủ dậy lại có cảm hứng. Hiếu Hiếu, mau chỉnh quần áo lại cho đàng hoàng, nhìn con lôi thôi quá. Đúng đó, mũ ngay ngắn, gài nút kỹ, mang giày vớ phải chỉnh tề. Mẹ ơi, không kịp nữa rồi, con còn phải vẽ tranh nữa, hôm nay phải nộp bài rồi. Bách hoa cốc vẽ xong rồi. Đi học thôi. Hiếu Hiếu, cẩn thận. Như thế này làm sao mà đi học được? Nơi này sao nhìn quen thế nhỉ? Nơi này là bách hoa cốc mà cậu vẽ đó. Tớ đi vào bức tranh trình tớ vẽ sao? Bức tranh tớ vẽ lộn xộn thế này à? Đương nhiên rồi, bức tranh cậu vẽ rất lộn xộn. Nơi này đương nhiên cũng lộn xộn và không có trật tự gì hết. Nơi này sao lạnh thế nhỉ? Chẳng giống mùa xuân chút nào. Cậu vẽ qua loa như thế, đương nhiên là không có không khí mùa xuân ấm áp rồi. Tiểu Sủng ơi, chúng ta phải nhanh chóng ra khỏi đây đi. Trừ khi cậu thay đổi nơi này mới có thể ra ngoài. Làm sao mà thay đổi? Phải thay đổi những bông hoa xinh xinh vẹo vẹo này. Phải đem quần áo của những đứa trẻ hoa vẽ lên màu sắc. Cái gì mà đứa trẻ hoa chứ? Các em hoa ơi, lại đây. Hiếu Hiếu, Hiếu Hiếu, sao các em nhìn kỳ cục vậy? Còn không phải là tại cậu sao? Mỗi một đóa hoa đều là do cậu sáng tạo ra đó. Tại vì mỗi một đóa hoa đều có một đứa trẻ hoa có tâm tính giống cậu trong đó. Nón của các cậu ấy là nón hoa, cánh tay là lá, thân thể và chân là thân hoa, giày dưới chân là rễ hoa. Mau cho các cậu ấy mặc quần áo chỉnh tề đi, rồi nhanh đón thần mùa xuân tới, thổi những cơn gió ấm áp để nơi này trở nên ấm áp hơn. Đúng đó anh Hiếu Hiếu, thần mùa xuân thích sự chỉnh tề. Như vậy thì thần mùa xuân sẽ không nhìn thấy bạch hoa cốc của chúng ta, gió mùa xuân cũng không thổi tới. Được, anh nhất định sẽ vẽ cho các em những bộ quần áo hoa chỉnh tề và đẹp đẽ.
Nơi này lạnh quá. Mau vẽ nhanh rồi đi khỏi đây thôi. Hiếu Hiếu, vẽ chỉnh tề chút. Tớ biết rồi. Ai vứt rác ở trên đường vậy? Chúng ta có quần áo hoa rồi. Chúng ta có thể nghênh đón thần mùa xuân. Thần mùa xuân tới rồi. Sao trời trở nên tối vậy? Thật đáng sợ. Bão cát. Cứu với. Mình không nhìn thấy gì. Quần áo của mình dơ hết rồi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tiểu Sủng ơi, tớ rõ ràng đã vẽ quần áo hoa màu sắc rồi, khiến cho mọi người nhìn không còn xiên xiên vẹo vẹo nữa. Tại sao vẫn không được đón gió xuân mà lại trở thành thế này? Thật ra là tớ có nhắc cậu rồi. Khi vẽ hoa cho mọi người thì vẽ tỉ mỉ một chút. Không lẽ là vì tớ chưa vẽ quần áo cho mọi người một cách chỉnh tề à? Đúng vậy, quần áo của mọi người từ trên xuống dưới đều lộn xộn. Cậu nhìn đi, nén hoa của cậu ấy bị nghiêng. Nút áo cũng bung ra. Tay áo và quần bị lỏng. Giày cũng chưa cài lại. Giống y như cách ăn mặc của cậu. Bản thân cậu quen rồi thì đối với mấy đứa trẻ hoa cũng là như thế. Nhưng tớ nghĩ mặc quần áo chỉnh tề thật là phiền phức. Đừng coi thường tác dụng của việc ăn mặc chỉnh tề. Đó không những thể hiện dáng vẻ và trạng thái tinh thần tốt đẹp, khiến bản thân tạo thành cái tâm làm việc cung kính cẩn thận. Làm những việc khác cũng cần cẩn thận điều chỉnh. Nếu không thì cậu cũng không thể vẽ loạn như thế. Cũng không thể ngã vào trong nơi này. Thật á? Vậy tớ làm loạn các em hoa rồi. Thần mùa xuân liệu có vì chuyện này không vui cho nên không tới không? Đúng đó, dáng vẻ chỉnh tề cũng là sự tôn trọng đối với người khác. Hỏng rồi. Hết nước rồi. Phải làm sao đây? Ở đây không có cái gì có thể thay thế phẩm màu. Đúng rồi. Nếu như các em hoa đều giống với tâm tính của tớ, vậy tớ sẽ thay đổi bản thân. Có phải cũng sẽ khiến cho mọi người thay đổi không? Mọi người học theo anh nào. Đem quần áo của mình sửa lại cho chỉnh tề. Hiếu Hiếu, không có cách nào để chỉnh sửa quần áo. Những màu vẽ đã trở nên cố định rồi. Biến thành như cũ rồi. Anh có ý này.
thời tiết trở nên ấm áp rồi đấy. Chim yến kìa. Khi chim yến tới, chính là mùa xuân tới. Chim yến bay tới sẽ là mang theo gió mùa xuân. Tớ sẽ xin với cô giáo lùi lại thời gian nộp. Về nhà, từng nét bút, tớ sẽ vẽ những đóa hoa cho thật đàng hoàng. Mũ ngay ngắn, gài nút kỹ, mang giày vớ, phải chỉnh tề. Ăn mặc chỉnh tề, không những thể hiện dáng vẻ và trạng thái tinh thần tốt đẹp, càng khiến bản thân tạo thành cái tâm làm việc cung kính cẩn thận, làm những việc khác cũng cẩn thận điều chỉnh, đồng thời cũng là sự tôn trọng đối với người khác. Tạm biệt các bạn! Xuất bản và sản xuất Đồng Chí Cương. Tổng đạo diễn Lưu Vĩ. Phụ trách sản xuất Nhạc Liên Xuân, Lý Lập. Tổng biên kịch Đồng Chí Cương. Biên kịch Triệu Lập Chí, Lý Đăng Siêu, Trương Tịnh Hiền, Đồng Vĩ. Đạo diễn Mã Tăng, Cao Hạ Thành. Chỉ đạo mỹ thuật Thám Bàng, Toàn Phượng Bân. Tạo hình Tốc Vĩ, Đằng Khiết. Nguyên tác họa Vương Diên Phong, Lý Truyền Hồng. Thiết kế hoạt họa Lý Đại Sấm, Lưu Khải, Tiết Tịnh. Bối cảnh Trương Cát Doanh, Hồ Hà. Hậu kỳ Trương Bác Hiên. Âm nhạc Hoàng Hải Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế mỹ thuật hoạt hình dự âm Bắc Kinh trân trọng giới thiệu.